我们说好不分离，友谊只一直在一起。现在我想问问你，是否只是童言无忌？天真岁月不忍记，青春荒唐我不服你。大学求你别抹去我们在一起的痕迹，大学求你别抹去我们给彼此的印记，惊心何夕，青草淋漓，明月也从窗前里等来连州风景。Trên đời, trung bình mỗi người gặp được 29,2 triệu người. Xác suất để họ được ở bên nhau là 0,000049. Vì thế, gặp được anh là một may mắn. Tạm thời phải rời xa nhau trong 4 năm, chúng em sẽ không buồn đâu. Bởi sau cơn mưa, không nhất định phải có cầu vồng. Những người có lòng chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến nhau là đủ. Yêu một người không phải cố ép buộc để người ta ở bên cạnh mình, mà là chấp nhận để họ được bay đến nơi mà họ muốn, làm điều mình thích. Phải yêu người con gái mà họ thực sự yêu.